Vừa nhận cái cục kích sóng mà mình đặt hàng trên Shopee 225k cộng ship. Nay nắng quá cho nên là bạn ship bạn ấy bây giờ mới giao cho mình. Giờ là gần tối. Hiện tại thì có rất là nhiều cái công nghệ giúp chúng ta kích sóng. Tuy nhiên ấy thì những cái cục kích sóng này vẫn được ưa chuộng bởi vì nó tiện lợi. À, cái này là xốp tặng theo này. Đấy, mình mua cái cục này là trên Shopmail. Wi-Fi repeater. Vẫn còn siêu này. Đấy, quay bóc ra cho bác xem. Bây giờ nếu mà các bác nâng cấp các cái gói cước ở nhà mạng, ví dụ như Viettel từ cái gói 225.000 trở lên ấy, thì họ cung cấp một cái dịch vụ home Wi-Fi cũng khá là hay. Tuy nhiên là nếu mà mạng nhà mình nó đã thiết kế ổn rồi ấy, hoặc là chúng ta đi du lịch hoặc là có một những vị trí nào đấy không cần thiết thì chúng ta sẽ chỉ cần những cái cục kích sóng wifi này là đủ nhé các bác nhé. Trong này có cái gì không ta? Chỉ có sách hướng dẫn thôi, không có gì hết. Và đây cái cục kích sóng wifi đây, 4 dâu, bóc siêu. Nó có 2 cổng mạng, có một loại có 1 cổng mạng thì nó chỉ 180 mấy hay 190 mấy nghìn thôi. Mình sẽ cắm cái cục kích sóng wifi vào đây. Đấy, mình có cái ổ điện này, nhìn nó khá là gọn gàng các bạn. Đấy, mình cắm vào đây và bây giờ là đợi thôi, cắm vào thì chờ một lúc. Đấy, đèn nguồn nó lên này, đèn nguồn nó lên thì mình sẽ tiến hành cài đặt bằng điện thoại nhé các bác nhé. Dùng máy tính cũng được nhưng mà thường thường bây giờ dùng điện thoại nó sẽ tiện hơn. Mình sẽ hướng dẫn các bác cái cách để chúng ta cấu hình nhé. Tức là cục kích sóng này để kích sóng cái wifi của nhà chúng ta. Các bác sẽ tìm đến cái sóng nào gần nhất hoặc là cái sóng nhà hàng xóm cũng được. Cái sóng nào gần nhất mà khỏe nhất các bác sẽ tiếp sóng cho nó, để các bác kích cái sóng đấy lên để chúng ta sử dụng nhé các bác nhé. Mình sẽ tiến hành quay phim màn hình để hướng dẫn các bác nhé. Chúng ta sẽ tìm đến mục cài đặt, đây là trên iPhone, trên iPhone nhé, còn trên Android nó cũng tương tự thôi. Chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt này, rồi chúng ta sẽ tìm đến cái phần Wi-Fi nhé, rồi chúng ta sẽ tìm đến cái mục Jupiter gạch dưới EE 155C, chính là cái cục phát wifi của chúng ta. Chúng ta kích vào đây để chúng ta kết nối. Thường thường thì nó không có mật khẩu đâu. Đấy, chúng ta chờ một chút nhé các bác nhé. Đấy. Đấy, rồi nó sẽ yêu cầu chúng ta đăng nhập thì chúng ta nhấn vào chữ login này. Đấy. Ở đây nó có 2 tùy chọn này. Một tùy chọn là các bác sẽ sử dụng chính cái mạng wifi này các bác bắt vào cái cục đây. Đây là cái cục kích wifi này, để chúng ta sử dụng dành cho mà điện thoại này, máy tính bảng này, máy tính để bàn hoặc là tivi hoặc là các thiết bị cần đến wifi khác như camera vân vân. Cái thứ hai là cái đấy là cái repeater mode setting nhé. Cái thứ hai này, cái mục thứ hai là AP mode setting, là chúng ta sẽ kéo dây mạng gọi là dây LAN ấy từ cái cục phát wifi của nhà chúng ta ấy, và chúng ta sẽ cắm vào cái cục kích wifi này để phát wifi ra cho các thiết bị mà chúng ta cần dùng. Thì trên cái cục kích sóng wifi ấy, của cái cục này thì nó có 2 cái cổng LAN, thì chúng ta sẽ cắm vào cổng bên trái. Đấy các bạn nhìn đấy, chúng ta sẽ cắm vào cổng bên trái nhá. Cắm cái dây LAN vào đấy. Thì cái đấy là chúng ta sẽ sử dụng cái AP mode. Còn ở đây thì mình sẽ sử dụng cái wifi của cái cục phát nhà mình. Mình tiếp sóng rồi kích sóng cho nó thì mình sẽ sử dụng cái repeater mode setting. Mình sẽ nhấn vào next này. Đấy, nhấn vào next. Các bạn chờ một tí để nó quét. Đấy, nó ghi là please wait, vui lòng chờ đợi. Và bây giờ nó sẽ quét những cái wifi mạnh nhất ở quanh khu vực của nó. Ở đây thì mình có giao tầng 1 và giao tầng 2. Thì mình đang ở dưới tầng 1 thì mình sẽ kích vào cái giao T1 này. Đấy. Và mình sẽ nhập cái mật khẩu này, là cái mật khẩu mà mình đang dùng cho cái cục wifi ở tầng 1 nhà mình. Đấy.
rồi các bác có thể đổi tên giao EXT thì các bác có thể đổi tên thành giao sân vườn chẳng hạn, viết không dấu nha các bác nhé. Rồi các bác nhấn vào Next. Cái cục này mình sẽ phát ở ngoài sân vườn mà, mình sẽ nhấn Finish. Đấy, các bác đợi 30 giây này, nó thông báo là các bác đợi 30 giây là sẽ có thông báo thành công nhé. Kết nối nó rất đơn giản, và khi mà các bác sử dụng để kết nối thì các bác sẽ sử dụng chính cái mật khẩu của cái cục phát wifi chính ở nhà mình, cái cục phát wifi mà các bác tiếp sóng ấy, không phải đặt mật khẩu, sử dụng chính cái mật khẩu của cái cục ở nhà luôn, rất là tiện, rất là tiện nha các bác nhé. Đấy, bây giờ nó ra như thế này, nó ra như thế này thì mình đang kết nối với cái wifi của giao T1 này, thì mình sẽ kết nối với cái wifi ở dưới này. Mình tắt đi, mình loát lại nào. Đấy, mình loát lại để nó ra được cái tên chính xác của cái mạng wifi của cái cục kích sóng. Cái cục kích sóng thì khi mà các bạn ấy là con, khi các bạn cài đặt ấy thì nó cần thời gian để nó khởi động lại. Đây, giao T1 sân vườn này. Đấy, mình sẽ nhập chính cái mật khẩu 1245. Đấy, cái mật khẩu của cái wifi chính nhà mình. Đấy, và mình đã kết nối được với giao T1 sân vườn này. Mình thử speed test cho nó xem tốc độ nó như thế nào. Mình đang sử dụng cái gói mạng 165K của Viettel. Đấy, mình sẽ connect cho nó. Xem tốc độ nó như thế nào. Đấy, tốc độ download đây. Nó sẽ load tốc độ download trước. Tất nhiên là qua cái cục repeater này nó sẽ bị giảm tốc độ là đương nhiên nhé các bác nhé. Đấy, và thứ hai là cái upload. Nó giảm cái tốc độ là đương nhiên, nó phải phụ thuộc vào cái vị trí chúng ta đặt nó gần hay xa cái cục trung tâm, tức là cái cục đang phát ở nhà chúng ta ấy. Nếu mà đặt gần ấy thì tốc độ nó rất là cao. Còn nếu mà đặt xa ấy thì tốc độ nó sẽ giảm dần đi. Tuy nhiên ấy, những cái cục tốt thì nó rất ổn định, mình test lại cho các bạn xem này. Những cái cục repeater tốt ấy thì nó sẽ ổn định và nó sẽ không bị timeout, nó không bị rớt mạng. Và nhiều cái cục nó kém chất lượng ấy là nó dùng một thời gian nó nóng là nó sẽ bị lag mạng. Đấy, tốc độ mạng nó có tăng. Tất nhiên là chúng ta cần chạy một thời gian khoảng độ 2-30 phút thì nó mới ổn định được sóng ở cái khu vực đấy. Cái cục này nó có 4 dâu cho nên các bác có thể tùy chỉnh cái hướng dâu của nó nhé. Cái dâu tức là cái anten để thu phát sóng ấy. Đấy, lần thứ hai nhé, lần thứ ba này. Mình sẽ speed test cho các bác theo dõi là xem là các bác đánh giá là có nên mua không. Cái sản phẩm này mình mua trên Shopee đấy, giá của nó là 225K, cái loại 2 cổng. Nó hết cái loại 1 cổng thôi, chứ mình thì mình thích cái loại 1 cổng. Bởi vì cái loại 1 cổng ấy, một cái cổng LAN ở dưới ấy, nó rẻ hơn mấy chục nghìn ấy. Còn 2 cổng LAN thì mình nghĩ là nó dùng cho một dây LAN đi vào và một dây LAN đi ra sang một cái cục tiếp theo, kiểu như gọi là chuyển tiếp ấy. Thì dây LAN đi vào thì cổng bên trái, còn dây LAN đi ra là cổng bên phải. Đấy là theo mình nghĩ như vậy. Đấy. Và mình thấy tốc độ nó khá là ổn nhá. Vâng, xin cảm ơn các bác đã theo dõi cái video em khui hộp đánh giá cái cục kích sóng wifi repeater em mua ở trên Shopee. Và cái cục này em test thử thì thấy rất ổn. Test thử mấy ngày á thì thấy rất ổn, thì hôm nay sẽ lên video cho các bác. Em biết là có rất là nhiều bác đang quan tâm đến cái sản phẩm này. Bây giờ hiện nay ấy, có rất là nhiều cái giải pháp để kích sóng wifi hoặc là kéo cái wifi đi xa hơn. Ví dụ như là cái dịch vụ home wifi của Viettel ấy, những cái gói mạng tầm độ 225K trở lên ấy, thì họ sẽ đưa cho chúng ta những cái cục mesh để chúng ta có thể kéo dài cái wifi ra tầng 1, tầng 2, tầng 3. Tùy theo gói, mỗi một gói thì họ sẽ cho chúng ta những thêm những cái cục khác nhau, thì nó rất là tốt rồi. Tuy nhiên những cái giải pháp cái cục kích sóng này dành cho những bác mà chúng ta bắt nhờ wifi của nhà hàng xóm là thứ nhất này, thứ hai là cái hệ thống mạng nhà các bác ổn định rồi,
Các bác muốn kéo thêm một cái vị trí, ví dụ sân vườn để chúng ta ngồi uống trà, chúng ta lướt wifi, hoặc một vị trí nào đấy, hoặc các bác đi du lịch chẳng hạn, các bác cần thì nó rất là ok. Ví dụ như vào các cái phòng trọ hoặc là nhà nghỉ khách sạn ấy, mạng của họ yếu thì các bác có thể sử dụng những cái cục này để các bác kích sóng cho nó cũng khá là tốt. Cảm ơn các bác đã ghé thăm clip trên kênh Sáng Tạo. Các bác xem cái video này, hãy đăng ký kênh Sáng Tạo và nhấn vào nút chuông để ủng hộ em nhé. Các bác hãy để lại comment, anh em cùng giao lưu học hỏi và chia sẻ những sản phẩm tốt có ở trên Shopee nhé, để mọi người cùng đánh giá, cùng mua, cùng học hỏi xem là cái sản phẩm nào đáng mua, sản phẩm nào không đáng mua. Các bác hãy nhấn thích video để ủng hộ em nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều.